Tiền đúng không anh Nhi? Trời ơi. Hả? Trời ơi, sao làm đồ lại đây? Còn trời sắp mưa đây nhỉ? Sắp mưa đấy biết.
Ngồi đi, ngồi đi. Ừ. Hả? Dạ. Ừ, ngồi đi. Ừ, để làm gì đây? Ừ. Dạ. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ. Dạ vậy. Ừ. À, lên đây ngủ, lên đây ngủ nè. Lên ngủ, lên ngủ. Ừ. Ừ. Dạ. Ừ. Dạ vậy. Ừ. Hả? Hả? Ừ? Xin mời. Hả? Có lắm. Ô. Cái nụ mắt làm gì? Ô. Trời ơi. Hả? Trời ơi, sao làm đồ lại đây? Trời ơi, sắp mưa đây nhỉ? Đấy nhá, vào chỗ đấy. Tha không tha nó? Ờ, bà ra, bà tha xuống đi. May quá. Trời mưa nên anh quên mất này. Tao biết tha đấy, tha xuống đấy, đấy. Sinh nhật đấy. Đây xuống đi. Ủa, có hà khô đấy. Ui. Khô. Bi bi thấy trời mưa bi kéo vào hả? Đấy, đâu, đâu, đâu. À để bê vào nè. Bê vào. Sao bi kéo được hai cái rổ to đấy hả? Bi kéo nhiều đấy. Đi đi, đi. Đói à? Thôi đừng ăn nữa, đi lấy nhá, để lấy hoa quả nữa. Rồi. Đây này. Rồi. Ừ. Ờ. Ờ để vào vào, đi vào đấy, vào lấy cái cây nhá. Để đấy cho nó khô đi. Nhá. Đi. Đấy cây nhá, đi. Hả? Ra ra đây. Đi đấy. Ôi trời sắp mưa, mưa to ấy. May quá nhờ Bibi mà mang cũng được làm sao nha. Đó, chị Giang ơi. Đó, đây. Cái quán được đâu rồi. Ngồi đấy, ngồi đấy. À, bê. Ngồi trong bí ngồi trốn. Ngồi trốn. Ngồi trong ghế. Ngồi trong ghế. Rồi, ngồi trong ghế đi. Ngồi trong ghế. Ngồi chỗ nào.
Từ 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 cắt thêm miếng nữa. Từ miếng. Đây. Ăn đi. Ngon không? Nó nào. Thôi hết rồi. Đến gì đấy. Bà tay đâu đấy. Mời đấy nhá. Trời sắp mưa đấy.